Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, miền Nam Trung Quốc bị ngập lụt đang chờ đợi điều tồi tệ nhất. Tập Cận Bình, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã không được công khai kể từ sau trận lụt, bất ngờ tuyên bố: "Chúng ta đã bước vào thời kỳ quan trọng để kiểm soát lũ lụt và tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng." Ông Tập Cận Bình hôm Chủ nhật cho biết, gần đây sông Dương Tử, sông Hoài và các lưu vực khác, hồ Động Đình, hồ Bà Dương, hồ Thái Hồ và các hồ khác đã vượt quá mực nước cảnh báo và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, hồ Bắc, hồ Nam, Giang Tô, Chiết Giang và những nơi khác, gây thương vong và thiệt hại tài sản. Kể từ đầu tháng, lượng mưa lớn tiếp tục xảy ra trên sông Dương Tử, Thái Hồ và các khu vực khác ở Trung Quốc. Lượng mưa tích lũy đã tăng lên đáng kể và mực nước các sông và hồ đã đạt hoặc vượt mức cảnh báo. Diệp Kiến Xuân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã chỉ ra trong một cuộc họp ngắn của Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện hôm thứ Hai. Kể từ tháng trước, lũ lụt số 1 đã xảy ra ở Tây Giang và Bắc Giang của sông Châu Giang, cũng như thượng lưu sông Hoàng Hà, sông Dương Tử và Thái Hồ, cùng 433 sông trên cả nước đã vượt mức cảnh báo, chiếm 96% tổng lượng trong năm nay và 422 trong tổng số 433 sông ở phía Nam, ngoại trừ một số ít sông Hoàng Hà và các lưu vực khác. Diệp Kiến Xuân cho biết có 397 con sông vừa và nhỏ vượt quá mức cảnh báo và 100 con sông trong số đó được bảo hiểm quá mức, vượt quá mực nước đảm bảo. Tỷ lệ này rất cao. Diệp Kiến Xuân cũng đưa ra một ví dụ, sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh đã dâng 10m trong 8 giờ. Trịnh Quốc Quang, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết trong số 433 con sông vượt mức cảnh báo, có 33 con vượt kỷ lục lịch sử. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết đỉnh lũ sông Dương Tử sẽ đi qua Vũ Hán, Hán Khẩu, Cửu Giang và Đại Đồng trong 2-3 ngày tới và mực nước ở các trạm kiểm soát chính dọc sông sẽ đạt mức cao lịch sử. Diệp Kiến Xuân nói rằng thời gian quan trọng để kiểm soát lũ lụt là từ tháng 6 đến tháng 8 và tình trạng lũ lụt ở sông Dương Tử và Hồ Thái Hồ là khá nghiêm trọng. Trịnh Quốc Quang thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết lượng mưa trung bình đã đạt mức cao nhất kể từ khi kỷ lục bắt đầu vào năm 1961. Lượng mưa trên lưu vực sông Dương Tử đã đạt mức cao thứ hai trong hơn nửa thế kỷ qua. Khoảng 28.000 ngôi nhà đã bị cuốn trôi trên khắp đất nước vào tháng trước và 141 người thiệt mạng hoặc mất tích. Theo thông tin được Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc công bố hôm thứ Sáu, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 60 tỷ nhân dân tệ. Mực nước Hồ Bà Dương ở Giang Tây đã tăng hơn 3 mét so với bình thường, lập kỷ lục lịch sử. Mức cảnh báo lũ lụt của Hồ Bà Dương đã được nâng lên mức đỏ cao nhất. Tây An ở Hồ Bắc, Cửu Giang và Nam Sương ở Giang Tây đều là những khu vực cảnh báo đỏ. Tại nhiều khu vực trọng điểm phòng chống lũ lụt, rất đông bộ đội địa phương được điều động mang bao cát ra cố kè sông. Một số lượng lớn video và hình ảnh trên Internet cho thấy nhiều thị trấn và cộng đồng đã bị thu hẹp thành trạch hương và lực lượng cứu hộ đang đẩy những chiếc thuyền bơm hơi để vận chuyển những người dân ở vùng nước sâu đến thắt lưng. Vũ Hán, nơi sinh ra đại dịch coronavirus, lại là tâm điểm của lũ lụt. Mực nước sông Dương Tử và nhiều hồ đã vượt mức cảnh báo, đe dọa nghiêm trọng đến người dân địa phương. Những ngày qua, bờ sông Vũ Hán được đặt trong tình trạng báo động cao, hàng chục nghìn cán bộ địa phương túc trực ngày đêm để quan sát diễn biến mực nước. Rất đông công nhân tăng cường đắp tường bao cát để ngăn sông Dương Tử bị vỡ. Diệp Kiến Xuân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết hơn 300.000 người ở Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Giang Tô, Chiết Giang và các tỉnh, thành phố khác ở Trung và lưu sông Dương Tử, bao gồm cả lưu vực Hồ Tai Hu, đã đến thăm các tuyến kè để tiến hành kiểm tra kịp thời. Lũ lụt đã ảnh hưởng đến 2.076 quận ở gần như toàn bộ Trung Quốc và chỉ một số khu vực chẳng hạn như Tây Tạng và Tân Cương được cứu sống. Hai ngày qua, mưa lớn liên tục xảy ra dọc sông Dương Tử ở Trung Quốc, sạt lở đất ở nhiều nơi, đường xá và đất canh tác bị biển bao phủ. Một số bờ sông đang đứng trước nguy cơ bùng phát. Tín hiệu cảnh báo lũ lụt cho 4 thành phố chuyển sang màu đỏ rực rỡ. Lũ lụt đã lan đến 27 tỉnh ở Trung Quốc. Hai trong số 4 thành phố này thuộc Hồ Bắc, đó là Tây An và Kinh Châu. Hai là ở Giang Tây, đó là Nan Chang và Sang Rao. Các chuyên gia cho rằng tình hình lũ lụt hiện nay cho thấy Trung Quốc rất dễ bị tổn thương bởi thời tiết khắc nghiệt và rủi ro lũ lụt do biến đổi khí hậu gây ra. Có 4 mức cảnh báo nước ở Trung Quốc, từ 1 đến 4, xanh lam, vàng, cam và đỏ. Màu đỏ là mức cao nhất, có nghĩa là dòng chảy đạt đến hoặc vượt quá kỷ lục lịch sử và chu kỳ quay trở lại đạt
hoặc vượt quá 50 năm. Tính đến thứ Sáu, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 30,2 triệu người ở 27 tỉnh, trong số đó An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu. Theo CCTV, phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trận lũ đã khiến 22.000 ngôi nhà bị sập, 1,72 triệu người phải di dời khẩn cấp và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 2.667.000 ha. Hiện lũ đã làm khoảng 140 người chết và mất tích. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, tình trạng nước ở lưu vực sông Dương Tử thậm chí còn nghiêm trọng hơn, cảnh báo lũ lụt cho đoạn từ cảng Cheng Linh Ji ở Hồ Nam đến sông Nam Kinh, quận Hồ Động Đình, quận Hồ Phiên Dương và sông Thủy Dương, dòng chảy chính của Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đều được nâng lên thành màu cam. Dự báo mực nước tại các khu vực này sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới. Vũ Hán, nơi đại dịch bùng phát đầu tiên, hiện đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt rất lớn. Mưa lớn đã khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao đến mức cảnh báo. Vào chiều thứ Năm, chính quyền địa phương đã điều động công nhân xếp các bao cát trên bờ sông Dương Tử để ngăn chúng vỡ ra. Một chiếc phà gần đó đã bị đóng cửa và các công nhân đã xây một bức tường gạch tạm bợ dọc sông với sự hỗ trợ của bao cát phía sau. Các quan chức túc trực bên bờ sông để theo dõi sự thay đổi của mực nước sông Dương Tử. Tờ Bưu điện Hoàn Nam buổi sáng cho biết, một công nhân cho biết anh ta đã làm việc trên công trường nhiều ngày để chuẩn bị cho lượng mưa lớn có thể xảy ra trong vài ngày tới. Để củng cố bờ kè, một bức tường bao cát cao 2 mét đã được xây dựng dọc theo sông, ông nói. Người công nhân nói, nước dâng lên rất nhanh, hôm qua vẫn còn ở mắt cá chân mà bây giờ đã đến đầu gối. Chính quyền thành phố Vũ Hán đã ra lệnh đóng cửa 188 bến phà và bến sông Dương Tử, đồng thời cử hơn 12.000 người tuần tra dọc sông. Cư dân địa phương đau buồn trước thảm họa đang diễn ra ở Vũ Hán. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời một người dân Vũ Hán tên là Mây nói, Vũ Hán vừa thoát khỏi đợt đại dịch virus mới và lại hứng chịu lũ lụt. Đó là một năm thiên tai. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ vượt qua thảm họa lần này. Chuyên gia đánh giá thiệt hại kinh tế do khí hậu nóng lên đối với Trung Quốc đang tăng lên qua từng năm. Trung Quốc phản nàn rằng thời tiết bất thường bao gồm không khí ẩm từ Biển Đông và Ấn Độ Dương là nguyên nhân trực tiếp gây ra lũ lụt, sau đó có những thay đổi dài hạn về mô hình khí hậu khiến Trung Quốc sẽ bị lũ lụt hơn. Dữ liệu chính thức từ Trung Quốc cho thấy lượng mưa trong tháng 6 cao 13,5% so với mức trung bình của gió mùa. Kể từ năm 1961, các trận mưa lớn ở Trung Quốc đã tăng 20%. Lưu Tuấn Diên, một nhà hoạt động của tổ chức môi trường Greenpeace, cho biết lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trùng khớp với những cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra. Reuters dẫn lời ông Lưu Tuấn Diên cho biết, trong những thập kỷ gần đây, chúng tôi đã chứng kiến lượng mưa gia tăng lớn ở nhiều vùng của Trung Quốc, kết quả là lũ lụt. Theo một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Nam Kinh, thiệt hại kinh tế đối với Trung Quốc do hiện tượng nóng lên toàn cầu đã lên tới 25,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ năm 2006 đến năm 2018, nhiều hơn 1/3 so với mức trung bình từ năm 1984 đến năm 2018. Họ ước tính rằng cứ nhiệt độ tăng 0,5 độ sẽ làm tăng thiệt hại do lũ lụt hàng năm lên 60 tỷ đô la Mỹ. Mỗi khi lũ lên đến đỉnh điểm vào mùa hè, nguy cơ lũ lụt của đập Tam Hiệp là chủ đề nóng của người dân Trung Quốc. Tình hình phòng chống lũ lụt ở miền Nam năm nay rất khắc nghiệt. Hiện tại, mực nước tại khu vực Hồ Tam Hiệp gần 147 mét, vượt ngưỡng phòng chống lũ gần 2 mét. Những tin đồn như đập biến dạng, các cuộc sơ tán bên dưới Nghi Sương và Thượng Hải sẽ trở thành biệt cả lan nhanh như cháy rừng. Một số phương tiện truyền thông nhà nước gần đây đã dẫn lời các chuyên gia bảo tồn nước để bác bỏ tin đồn. Nhưng Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ký lệnh bảo vệ Tam Hiệp một lần nữa cách đây một tuần, nêu rõ những nguy cơ tiềm ẩn của dự án bảo vệ nước Tam Hiệp. Tin đồn về sự cố vỡ mặt đê Tam Hiệp năm nào cũng vậy, hiểm họa năm nay khác những năm trước như thế nào? Đập Tam Hiệp có phải là một công trình vô giá trị? Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đúc thanh kiếm Damocles của chính mình? Nói về áp lực đối với đập Tam Hiệp năm nay, Hoàng Tiểu Lộ, người đứng đầu Quỹ Nghiên cứu Hoàng Vạn Lý cho rằng nếu lũ phương Nam là thiên nga đen thì áp lực kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp là một tê giác xám, có thể mang đến ngày tận thế. Hoàng Tiểu Lộ đã dẫn lời cha mình là Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia kỹ thuật thủy lực nổi tiếng ở Trung Quốc, trong bài báo về tính khả thi của xây dựng con đập cao ở Tam Hiệp sông Dương Tử được xuất bản vào tháng 1 năm 1986 để phân tích những nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau đập Tam Hiệp. Ông nói, nếu đập Tam Hiệp được xây dựng và chứa đầy nước, mực nước của đoạn Trùng Khánh của sông Dương Tử sẽ trở nên rất bằng phẳng và các lòng sông sỏi di chuyển vào Dương Tử từ thượng nguồn sông Kim Sa và lưu vực sông Tứ Xuyên sẽ hình thành các bãi đá ngầm dưới nước.
Đồng thời, lượng phù sa lơ lửng sẽ tích tụ nhiều hơn trong nước. Kết quả là nó sẽ không chỉ chặn cảng Trùng Khánh và cắt đứt đường thủy mà còn nâng cao mực nước khi lũ đến an toàn. Hậu quả có thể gấp 10 lần thảm họa thảm khốc do lũ lụt sông Hàn ở An Cương, Thiểm Tây vào cuối tháng 7 năm 1983. Mực nước cao 147m không phải là vấn đề đối với Tam Hiệp và CCTV đã cố tình đưa tin để gây hoảng sợ. Về báo cáo mới đây của kênh tài chính CCTV rằng mực nước ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp vượt quá giới hạn kiểm soát lũ gần 2m. Học giả môi trường người Đức Hoàng Vạn Lý cho rằng điều này đang gửi một thông điệp sai lầm đến người dân cả nước. Hoàng Vạn Lý đã xem xét ngắn gọn một số dữ liệu kỹ thuật của đập Tam Hiệp. Thân đập là 185m, mực nước bình thường là 175m và mực nước giới hạn kiểm soát lũ là 145m. Khoảng trống từ 145 đến 175m được xác định là dung tích lưu trữ kiểm soát lũ với tổng cộng 22,15 tỷ mét khối. CCTV đưa tin rằng mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đạt 144,99 m, tức là 145 m và đạt đến mực nước giới hạn kiểm soát lũ lụt trước 2 ngày so với kế hoạch. Nếu dự án Tam Hiệp đóng vai trò kiểm soát lũ lụt, nó phải được lưu trữ từ 145 m đến 175 m, nhưng nó chưa bao giờ được lưu trữ cao như vậy, thường từ 145 m đến 156 m mỗi năm. Theo nguồn nước cụ thể, điều kiện điều chỉnh mực nước trong khoảng thời gian này, 147 m hoàn toàn không phải là một vấn đề đối với hồ chứa Tam Hiệp. Không biết tại sao CCTV lại phát đi tin tức này, lại có rất nhiều người dẫn lại, khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Tôi không biết mục đích của việc này là gì. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.